Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Phan Nhật Trường, 29 tuổi, ở xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long vào tối 19 tháng 8 năm 2019 để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ nguồn thông tin của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an về một đối tượng ở Vĩnh Long sử dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng sử dụng thẻ tín dụng ngân hàng Eximbank. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long đã điều tra, xác định Trường là đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Bước đầu Trường khai nhận, thông qua mạng xã hội, Trường giả danh nhân viên ngân hàng để tư vấn vay vốn, mở thẻ cho khách hàng có nhu cầu. Trường yêu cầu khách hàng chụp ảnh chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng và nộp lệ phí từ 500.000 đến 2 triệu đồng vào một tài khoản khác do Trường quản lý, sử dụng để chiếm đoạt. Đồng thời, khi nắm được thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng của bị hại, trường giao dịch qua cổng thanh toán trực tuyến ngân lượng có xác thực mật khẩu chỉ sử dụng một lần, OTP, để chiếm đoạt tiền trong các tài khoản này. Trường đã lừa đảo chiếm đoạt của một khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh 76 triệu đồng. Công an tỉnh Vĩnh Long đang mở rộng điều tra và thông báo ai là nạn nhân hãy đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Vĩnh Long để được giải quyết. Công an sẽ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.